Hello tất cả các bạn nhé Ờ à, vâng Trong những video trước thì có rất là nhiều bạn có hỏi mình là Để làm được sản phẩm đẹp như này thì cần những máy móc gì Đúng không ạ Ok và trong video hôm nay thì tôi sẽ trả lời cho các bạn rõ ràng nhé Và đây các bạn tiếp theo đó là cửa chính của mình nhé Đó Và tiếp theo nữa là Theo như video trước thì các bạn cũng thấy rồi đó, tất cả những sản phẩm này là mình làm bởi những máy móc như sau Và mình sẽ quay cho các bạn xem một chút cả chân nữa các bạn Đó Ok Đây các bạn à, Mình xin uh, giới thiệu đôi chút về các máy móc của mình à, Như uh, trong video trước các bạn hỏi đó uh, Cái đầu tiên là mình có một con uh, bào máy bào tẩu cuốn nha các bạn đây có cuốn ok đó là cái máy thứ nhất còn à, tiếp theo nữa là một cái máy cắt cầm tay mini các bạn đó rất chi là cần thiết nha và tiếp theo nữa là cái máy bào và à, máy trả cầm tay đó chỉ vậy thôi và tiếp theo nữa là à, máy cắt đây con này là cắt trượt của mình nhá đó hay còn gọi là máy cắt góc các bạn đó, máy cắt góc này thì không thể thiếu trong quá trình các bạn làm trần rồi và tiếp theo nữa đây các bạn và một con máy hơi đây hiện tại mình đang chỉ đây là máy hơi nhé bạn không thể thiếu được trong nghề mộc rồi và cái rất là quan trọng nữa đây các bạn đây là con máy xoay đó mình đã chế bàn lắp vào đó tất cả vào chỉ là nhờ con này nhé và tiếp theo nữa là một con máy cắt góc Rồi các bạn Để làm được những sản phẩm Đẹp như trong video Thì mình chỉ Có 7 con máy như này thôi các bạn Đó vừa rồi các bạn cũng thấy rồi 7 con máy nhé Đây các bạn Kể cả làm trần cũng vậy Chỉ cần 7 con máy như vậy là Các bạn có thể là sẵn sàng Ok làm được như này rồi nhé Rồi tất cả những câu hỏi của các bạn thì mình đã trả lời trong video rồi Còn nếu các bạn thấy vướng mắc chỗ nào thắc mắc cái gì thì các bạn hãy để lại bình luận cho tôi Để tôi còn trả lời các bạn nhé Và như thường lệ thì like cho Vlog xin gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau